Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề mối liên hệ giữa con mắt thứ ba và những giấc mơ ngoại cảm. Có những giấc mơ tâm linh là dấu hiệu cho thấy con mắt thứ ba của bạn đang mở. Bạn có thể đang đi vào một không gian khác thông qua giấc mơ của mình. Giấc mơ có thể được sử dụng như một cánh cửa dẫn vào không gian thứ năm, một cảnh giới chứa đầy kiến thức tâm linh ẩn giấu và là nơi mà các bậc thầy tâm linh cư ngụ. Những giấc mơ thần bí có vẻ rất thật và giống như cuộc sống mà chúng ta khó có thể phân biệt được với thực tế. Cũng có những trường hợp đó là những giấc mơ sáng suốt. Trong đó, bạn nhận thức được mình đang mơ. Bạn có thể kiểm soát mức độ trong giấc mơ của mình và thậm chí ra lệnh cho dòng chảy của giấc mơ. Một số người thậm chí còn có giấc mơ tiên tri. Những giấc mơ cho thấy tầm nhìn của tương lai. Nhưng làm thế nào những giấc mơ của bạn có thể giúp bạn bước vào một thế giới tâm linh? Giấc mơ tâm linh xảy ra như thế nào? Con mắt thứ ba có vai trò trong việc định hình những giấc mơ ngoại cảm, được cho là nơi trú ngụ của linh hồn con người. Con mắt thứ ba là đường dẫn giấc mơ của các nhà ngoại cảm. Nằm ở chính giữa trán của bạn, con mắt thứ ba là cốt lõi của khả năng trực giác và tâm linh của bạn. Mỗi người đều có thể sử dụng con mắt thứ ba để đánh thức khả năng tâm linh không hoạt động của mình. Và một trong những khả năng siêu nhiên này là giấc mơ tâm linh. Trên thực tế, có những giấc mơ tâm linh là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy con mắt thứ ba của bạn đã mở. Khi bạn sắp có những giấc mơ tâm linh, con mắt thứ ba của bạn mở ra, gửi những rung động khắp cơ thể bạn, giúp giải phóng cơ thể bạn đang mơ khỏi cơ thể vật lý của bạn. Sau đó, linh hồn của bạn đi vào chiều không gian thứ năm, nơi nó có thể truy cập kiến thức ẩn về bất cứ thứ gì và mọi thứ, hoặc thậm chí giao tiếp với các sinh vật ở cõi cao. Khi con mắt thứ ba của bạn mở ra, những giấc mơ tâm linh của bạn có thể kèm theo cảm giác áp lực nhẹ giữa hai mắt, và bạn cũng có thể cảm thấy như các giác quan khác của mình trở nên sắc nét hơn. Các loại giấc mơ tâm linh khác nhau. Trung bình, mỗi người trải qua giấc mơ tâm linh ít nhất một hoặc hai lần trong đời. Những người hài lòng hơn với khả năng tâm linh của họ có thể trải nghiệm giấc mơ tâm linh thường xuyên hơn. Cũng có những người có thể khai thác vào con mắt thứ ba của họ theo ý muốn để có những giấc mơ tâm linh. Và họ thậm chí có thể điều khiển loại giấc mơ tâm linh mà họ muốn có. Giấc mơ được chia sẻ là một giấc mơ tâm linh khi hai người có cùng một giấc mơ. Chúng có thể ở trong cùng một khung cảnh và thậm chí đang tương tác với nhau. Đầu tiên là có thể đi du lịch tâm linh. Loại giấc mơ tâm linh này tương tự như trải nghiệm ngoài cơ thể, nơi bạn thấy mình đang ngủ trên giường, đồng thời nhìn thấy các sự kiện trong tương lai xảy ra xung quanh bạn khi bạn ngủ. Những người có kỹ năng cao có thể di chuyển đến những nơi khác nhau, giống như một người bình thường có thể làm khi tỉnh táo. Một số nhà thần bí thậm chí có thể di chuyển đến bất kỳ điểm nào trên thế giới, cũng như không gian thứ năm. Thứ hai là những giấc mơ tiên tri, là một loại giấc mơ dự báo hoặc thấy trước một sự kiện trong tương lai. Những giấc mơ tiền nhận thức thường có vô số biểu tượng cần được nhà ngoại cảm giải mã. Thứ ba là những giấc mơ thần giao cách cảm. Đây là một loại giấc mơ mà bạn có thể chạm vào ý thức của người khác. Thông qua những giấc mơ thần giao cách cảm, bạn có thể đi vào tâm trí của người khác và có được cái nhìn sâu sắc từ người này. Bạn cũng có thể truyền đạt suy nghĩ của mình thông qua những giấc mơ thần giao cách cảm. Một số người thậm chí còn sử dụng những giấc mơ thần giao cách cảm để gieo hạt giống hoặc đưa ra gợi ý trong tâm trí người khác nhằm tác động đến hành động hoặc quyết định của họ.
Thứ tư, những giấc mơ được chia sẻ. Khi hai người có cùng một giấc mơ, đó được gọi là giấc mơ chung. Giấc mơ được chia sẻ có thể diễn ra khi cả hai người chủ động mơ cùng một giấc mơ, hoặc ở trong cùng một khung cảnh và tương tác với nhau, gần giống như gặp gỡ trong một giấc mơ. Ngoài ra, còn có một loại chia sẻ khác, trong đó hai người có cùng một giấc mơ, hoặc mơ về cùng một điều, nhưng không cùng một lúc. Thứ năm, những giấc mơ thấu thị. Những người đã hoàn toàn chấp nhận khả năng tâm linh của mình, chẳng hạn như nhà ngoại cảm, thường có những giấc mơ thấu thị. Trong giấc mơ này, bạn có thể liên hệ tâm linh với một đối tượng hoặc tình huống. Giấc mơ thấu thị thường xuất hiện khi bạn đang tìm kiếm câu trả lời hoặc thông tin về một người, địa điểm, đồ vật hoặc sự kiện nào đó. Thứ sáu, những giấc mơ linh hoạt. Là một viễn cảnh đến với bạn khi bạn đang tỉnh táo, ngay lập tức đưa bạn vào trạng thái giống như thôi miên. Giấc mơ sáng suốt thường xảy ra chỉ trong vài giây, nhưng nó có vẻ lâu hơn đối với người mơ. Giờ bạn đã biết mình đang gặp phải những giấc mơ tâm linh nào. Bạn có thể khám phá đầy đủ những lợi thế của từng loại giấc mơ bằng cách tăng cường con mắt thứ ba của mình. Bạn có thể đang có một giấc mơ chung với người bạn tâm giao của mình, và giấc mơ cho bạn manh mối về cách cuối cùng tìm thấy nhau. Với giấc mơ nhận thức trước, bạn có thể kiểm soát cuộc sống của mình bằng cách lên kế hoạch trước và thực hiện đúng hướng hành động. Đây là tất cả những điều rất tuyệt vời để khám phá. Nhưng hãy nhớ rằng, giấc mơ ngoại cảm cũng có những nguy cơ xảy ra nếu bạn chưa hoàn toàn làm chủ được khả năng của con mắt thứ ba. Để tận dụng tối đa những giấc mơ tâm linh, bạn nên kiểm soát con mắt thứ ba của mình. Giấc mơ ngoại cảm là một khả năng kỳ diệu. Bạn có thể sử dụng để thăng tiến bản thân và mang lại những thay đổi thỏa mãn cho cuộc sống của mình. Nhưng nếu bạn không có đủ khả năng kiểm soát con mắt thứ ba của mình, giấc mơ tâm linh cũng có thể có những tác dụng không mong muốn. Chẳng hạn như, bạn có thể trở thành một điệp viên tâm linh. Việc sử dụng con mắt thứ ba không kiểm soát có thể dẫn đến gián điệp tâm linh, khả năng vô tình xâm nhập vào tâm trí và giấc mơ của người khác khi đang mơ. Bạn có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt thực tế với tưởng tượng. Ban đầu, việc nghi ngờ bản thân là điều bình thường. Nhưng khi bạn hiểu hết mức độ khả năng của con mắt thứ ba, bạn sẽ biết ngay khi nào bạn đang có một giấc mơ tâm linh thực sự. Thay vì một giấc mơ thông thường, bạn có thể không hiểu được hầu hết các giấc mơ tâm linh của mình. Những giấc mơ ngoại cảm thực sự lãng phí nếu bạn không thể giải thích những gì con mắt thứ ba đang cho bạn thấy. Có sự hướng dẫn của một nhà ngoại cảm có thể giúp bạn khai thác tối đa giấc mơ ngoại cảm. Tất cả những gì bạn cần là một người cố vấn có thể hướng dẫn bạn và giúp bạn hiểu được những kiến thức tiềm ẩn mà con mắt thứ ba đang cho bạn thấy trong những giấc mơ thần bí của bạn. Quốc Anh có thể giúp bạn giải mã ý nghĩa thực sự đằng sau những giấc mơ của bạn và hướng dẫn bạn cách hiểu những biểu tượng thường được hiển thị trong chúng. Và khi bạn học cách trau dồi khả năng trực giác của bạn và kiểm soát những giấc mơ tâm linh của bạn, vì vậy, bạn có thể sử dụng chúng để có lợi cho mình. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.